Qua cắt lá chuối thật là cẩn thận. Sử dụng lá chuối một cách tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Xin chào bà con. Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một món ngọt nữa bà con ơi. Hôm nay mẹ mình sẽ làm bánh bò từ bột trộn sẵn. Đây là cái gói meo đó bà con. Cho men vô trong bột luôn. Cái này mẹ sẽ sử dụng bột bánh bò hiệu Miko. Lần trước thì xài hiệu Tài Ký hả mẹ? Lần này xài hiệu Miko. Thì cách làm nó sẽ có khác chút xíu nên mình sẽ quay cho mọi người coi. Mình không biết đó bà con, mình mua nhầm cái bột này, ta đã để đường sẵn cho mình luôn hết trơn rồi. Mình thích mua cái bột mà không có đường. Mua cái đó cũng vô ý, không có coi. Nhà mẹ quay cho nước vô, nước ấm ấm hả? Ấm, hơi ấm à. Mình sẽ cho 400ml thôi. Này không cho hết một lượt bây giờ đâu, tại vì một chút nữa mình còn để màu lá dứa vô của một nửa bột nữa. Bây giờ gì bắt đầu nhồi gì là phân bột ra được rồi nè. Mình làm hai màu á mẹ. Ừ, màu trắng với màu xanh. Do trong bột á nó có nước cốt dừa với đường luôn rồi, cho nên là bây giờ mình chỉ cần cho thích màu vậy thì mình cho màu đó vô, hoặc là mình cho nước không thì mình có bánh bò màu trắng. Ở đây bữa nay mẹ quê sẽ xài là nước lá dứa xay, đã xay sẵn ở đây nè mọi người. Nước lá dứa nè. Hôm nay mẹ sẽ làm hai màu bánh bò, màu trắng với lại màu xanh lá dứa. Giờ mẹ nhồi bằng tay. Đều nó mạnh nè. Nhà mẹ quê mới vừa cho thêm nước vô trong này, nhưng mà mình sẽ chừa nước lại để chút nữa mình để lá dứa vô. Mình không có cho hết 400ml, tại vì tổng cộng cho một bịch bột này là 500ml nước nha. Cái này mình chia đôi cho nên mình phải lường lại. Bây giờ mẹ quê sẽ chia bột ra làm đôi. Lường bằng giá nha. Wow, màu đẹp quá. Một 100ml nước lúc nãy để lại thì mình sẽ cho vô bên phần bột màu trắng để nó cân bằng với màu xanh lá dứa. Xanh lá dứa mẹ chưa là 100ml nước. Rồi bây giờ hai đứa nó đã cân bằng rồi. Hai đứa cân bằng nhưng mà hai cái tô không có cân bằng. Hai cái tô, tại vì tô bự tô nhỏ thôi, nhưng mà lượng bột là cân bằng rồi đó. Mà đẹp quá. Đẹp quá mẹ ơi.
theo thì mẹ Quê sẽ ủ ha mẹ Quê. Mình sẽ dán cái màng bọc plastic lại, rồi sau đó sẽ ủ. Tại vì hôm nay á, trời nó không có nóng lắm, mát mát nhẹ nhẹ, cho nên là mình đã bật sẵn lò nướng rồi, bật nhiệt độ trong đó ấm ấm lên. Mẹ sẽ cho những cái tô bột này vô trong đó để ủ chút xíu này vậy nên rồi. Bây giờ nó đã có bột rồi. Ôi trời. Xong rồi, mình để vô trong lò. Rồi, ủ ở đây nha. Ô, thiệt hả mẹ? Mới ra con coi. Ôi trời trời trời. Mình mới xuống coi thế này, nhưng mà bây giờ nó đã tràn rồi mọi người, quá trời nở. Bưng ra. Giờ mình bưng ra nha. Mẹ cũng quay xe bên ra ngoài. Wow. Có cái em màu xanh lá cây nè. Xanh lá dứa chứ. Đây là màu trắng. Cái tô bự hơn á, bởi vậy nó nở giống nhau thôi. Mà tại vì cái tô trắng nó bự hơn. Wow. Quá. Đây là những cái khuôn mà đã mình rửa sạch để khô nè. Bây giờ mình sẽ đi phết dầu vô trong những cái khuôn này nha. Đây cái tô bột á, nãy nó nở quá chừng nó tràn ra luôn, mình phải xớt ra cái tô. Mẹ Quê sẽ cho vô cái ca để mình dễ ngót bột, vô mọi người. Bên đây mẹ cũng đã bắt lên một cái nồi nước cho nó sôi lên. Khi mà nó sôi lên thì mẹ mới bắt đầu đổ bánh vô nha. Hết dầu hết rồi mọi người. Hấp cho nóng khuôn trước rồi hồi nữa mẹ sẽ đổ bột vô. Wow, rất là nóng luôn. Mẹ mới sẽ lần lượt gót bột vô. Chết màu này quá. Cái bọt á. Bột mình phải cần đổ hơi lưng lưng xíu, không có được đổ đầy quá. Xanh thì mình ngọt nha. Vậy chứ hát phần ra nữa nó lợt. Màu xanh tự nhiên mà nó phải lợt hơn thôi. Nó thấy đường nữa. Còn hai cái nữa mẹ Quê. Sao? Để lại và đợi. Bây giờ mẹ Quê gấp một ít lá chuối vô để bánh cho nó thơm, nhìn nó hấp dẫn, ngon, dân dã miền Tây nha mọi người. Còn qua cắt lá chuối thật là cẩn thận. Sử dụng lá chuối một cách tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Có hai pha cốc lá chuối thật là cẩn thận. Hà tiền tiết kiệm khi mà được có một cây chuối. Này, hai miếng lá chuối rất là đẹp. Nãy giờ chắc được 3 phút thôi. Mình quay đây cái cho mọi người coi thôi à. Thử lên nào quên. Chín. Mẻ bánh thứ hai đã chín rồi nè mọi người. Màu lá dứa tự nhiên nó không có được xanh mà kiểu xanh lá cây đó mẹ. Nó hơi vàng vàng mà rất là thơm. Nhà mẹ Quê sẽ gấp để ra ngoài cho nó nguội. Và bên kia những cái khuôn nó chuẩn bị sẵn hết dầu rồi, mẹ sẽ để vô trong đây để chuẩn bị mình hấp cái phần bột màu trắng nè. Rồi nó nổi, nó bông sớm lên. Nhưng nó may quá mẹ. Ý, cái màu bánh gì nó giống màu bộ đồ của mẹ. Trời, nó dí vô được. Mình mới vừa mới lấy bánh từ trong khuôn ra, nó mới nguội á. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục thoa dầu qua đây để chuẩn bị hấp tiếp. Bây giờ mẹ Quê sẽ đổ bột màu trắng vô trong
cái khuôn này. Rồi như vậy là mẹ mình vừa mới làm xong món bánh bò hấp rất là ngon nè. Màu của lá dứa tự nhiên cho nên nó không có được xanh mà xanh biếc á, nhưng mà rất là thơm luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Mọi người nếu thấy video hay thì hãy nhớ bấm like và share video cho thật là nhiều người cùng xem nha. Và hãy nhớ bấm nút đăng ký, nhấn vào cái chuông để có thể theo dõi những video mới nhất của gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip lần sau nha. Chúc mọi người sẽ thành công với món bánh bò hấp rất là đơn giản này. Bye bye.